Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Nhẹ gánh ưu phiền. Tác giả Như Nhiên Thích Tánh Tuệ. Sài Gòn Books. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ. Chương 1. Cõi trăm năm. Cái cõi trăm năm thầy bước về, triệu người chưa một lắc đầu chê. Sống say mù mịt đời cơm áo, chết bỏ vợ con bỏ bạn bè. Đã biết chốn ni là quán trọ, hơn thua hờn oán để mà chi. Thử ra ngồi xuống bên phần mộ, hỏi họ mang theo được những gì. Chốn ấy trăm năm ngỡ tít mờ, đâu ngờ ập đến tựa cơn mơ. Sống thương và hiểu từng giây phút, ngay kiếp mong manh gặp bến bờ. Hết chương 1. Cõi trăm năm. Chương 2. Dừng lại để cảm nhận mình đang sống. Có khi nào bạn tự hỏi ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là giống như một cỗ máy được lập trình, còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rả rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua, vân vân. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi có thể làm ấm thêm trái tim của bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Chúng thật hồn nhiên, bạn nhỉ? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng đối với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây trừ hạnh phúc nơi đây. Hết chương 2. Dừng lại để cảm nhận mình đang sống. Chương 3. Em xin vừa đủ. Em xin vừa đủ muộn phiền, để môi còn biết làm duyên nụ cười. Em xin vừa đủ niềm vui, để em biết sống ngọt bùi sẻ chia. Em xin vừa đủ bạn bè, khi đời mưa gió vỗ về ủi an. Em xin vừa đủ trái ngang, để thương thêm cảnh lầm than kiếp người. Em xin vừa đủ ơn đời, để hồn chan chứa một trời yêu thương. Em xin biết sống khiêm nhường, dù thành công chẳng xem thường một ai.
em xin vừa đủ trông gai, đường đời thất bại không thay đổi lòng. Em xin vừa đủ ước mong, nhưng không hoang tưởng đèo bồng vẩn vơ. Em xin biết đợi, biết chờ, để tin vui đến bất ngờ hân hoan. Em xin có đủ hành trang, từ bi, trí tuệ, bình an bước đời. Em xin biết sống thành thơi, biết chi túc giữa gọi mời muốn tham. Và xin tư tưởng nói làm, vun bồi đức hạnh ưu đàm tỏa hương. Em xin thấu hiểu vô thường, để em tìm đến cội nguồn chân như. Tay em biết mở kinh thư, trần duyên lắng động, huyễn hư đoạn lìa. Em xin phát nguyện bồ đề, phương trời giải thoát em về tinh khôi. Em xin ngần ấy mà thôi. Hết chương 3. Em xin vừa đủ. Chương 4. Những cái giá trong đời. Cái giá của chần chừ chính là đánh mất cơ hội. Cái giá của thành công chính là trải qua nhiều lần thất bại. Cái giá của sự giàu có chính là những tháng ngày lao động vất vả, lắm khi chấp nhận những thiếu thốn trong đời sống tinh thần. Cái giá của hạnh phúc viên mãn lúc tuổi già chính là những thăng trầm, dông bão đã trải qua thời trẻ. Cái giá của sự tử tế chính là những thử thách đạo đức con người phải tự vượt qua suốt cuộc đời. Thế nên, khi quyết định bất cứ điều gì, bạn hãy nghĩ đến cái giá phải trả và liệu mình có chịu nổi những cái giá ấy không? Nếu quyết định sống lười biếng và thiếu mục tiêu, bạn có sẵn sàng về sau sẽ sống nghèo đói, thiếu thốn, vô định, mỏi mòn? Nếu quyết định sống hời hợt với mọi người, bạn có sẵn sàng đối diện sự cô đơn, trống vắng trong những ngày tháng phía trước? Khi quyết định ngừng học hỏi, bạn có sẵn sàng chấp nhận mức lương mãi khiêm tốn, vị trí mãi thấp ở chỗ làm? Ai cũng chỉ sống một lần, thời gian trôi qua không tìm lại được bao giờ. Thế nên đời này, hãy sống sao để ít khi tiếc nuối nói hai từ giá như. Lao sao trong chốn ta bà, hơn thua vinh nhục chỉ là sắc không. Dã tràng ơi chớ hoài công, ngước nhìn mây trắng thong dong ta về. Hết chương 4. Những cái giá trong đời. Chương 5. Tự lực. Đôi khi đường đời chắn lối, tự mình phải biết vượt qua. Đời chụp vào ta bóng tối, hãy tự thắp đèn bước ra. Lắm lúc hồn ta nhỏ lệ, trời còn sớm nắng chiều mưa. Hãy tự lau khô phiền muộn, tàn đông xuân lại sang mùa. Có những ngày vui đã mất, luyến lưu tìm được chăng là. Hãy tự đối đầu hiện thực, dù hiện thực đầy xót xa. Thất bại chưa làm ta khổ, khổ vì nô lệ thành công. Mất mát không làm siêu đổ, đổ vì tư tưởng chưa thông. Thành công ấy là phương tiện, mở ra hạnh phúc cho đời. Hạnh phúc chính là chìa khóa, sống giữa thăng trầm vẫn vui. Có những nụ cười đã tắt, tự mình thắp lại bình minh. Thế gian nghĩa tình lạnh ngắt, tự lòng độ lượng nhân sinh. Có nhiều điều trong cuộc sống, không ai giúp được cho mình. Người biết tự mình đứng dậy, bước về nẻo sáng quang minh. Hết chương 5. Tự lực. Chương 6. Năm cái phúc lớn ở ngay bên ta.
Đời người tưởng dài mà ngắn, chớp mắt đã hết rồi. Có nhiều người cứ mãi tìm kiếm từ phúc mà không hay phúc vẫn đang ở ngay bên mình. Dưới đây là năm cái phúc lớn nhất trong đời ta cần trân trọng. 1. Bình an. Với nhiều người, mục tiêu làm việc, tranh giành quyền cao, chức trọng không gì ngoài tiền bạc để duy trì cuộc sống như mình mong muốn. Nhưng nếu có thật nhiều tiền mà tâm trạng lúc nào cũng bất ổn, lo lắng, buồn phiền, thì ta có thật sự hạnh phúc, thoải mái không? Tất nhiên là không. Thế nên ở đời này, bình an là điều vô cùng quan trọng. 2. Sức khỏe. Dù có nhiều tài sản đến đâu mà không có sức khỏe thì làm sao ta tận hưởng được hạnh phúc? Lắm khi con người lao vào công việc để gây dựng cơ ngơi, của cải mà quên mất rằng mình đang nắm giữ trong tay khối tài sản kếch xù. Đó chính là sức khỏe. Đức Phật có nói, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Thật vậy, nếu bạn có sức khỏe tốt hoặc ít bị bệnh tật thì bạn đã rất giàu có, đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Bạn đã thử hỏi một người đang mắc bệnh nan y rằng hạnh phúc đối với họ là gì chưa? Là nhà cao, cửa rộng, chức vụ to lớn hay là có lại sức khỏe để về với những người thân yêu? Đôi khi chúng ta mải mê theo đuổi những điều xa vời đến mức quên đi tầm quan trọng của những điều gần gũi, dễ nhận biết nhất. Thế nên, ngay từ bây giờ, hãy chú trọng hơn nữa việc làm giàu, kho vàng sức khỏe của bạn nhé. 3. Tri thức. Có điều kiện học hỏi, trau dồi kiến thức chính là một phúc lớn. Biết bao em nhỏ khó khăn, thiếu thốn đủ bề, vẫn đang không quản ngại đường xa, đội mưa, phơi nắng, đến trường kiếm con chữ. Khi nhìn vào những em nhỏ ấy và bao gương sáng học tập khác, ta sẽ càng có thêm động lực học tập suốt đời. Nhiều người cho rằng hạnh phúc gắn liền với những điều cao siêu, trừu tượng. Nhưng thật ra, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được đọc một cuốn sách hay, một ngôn ngữ mới. Vì vậy, ngay từ hôm nay, bạn hãy thôi lười biếng, thôi chỉ hoãn. Hãy bắt đầu nắm bắt niềm hạnh phúc làm giàu tri thức. 4. Hiến dâng. Vì đâu trời đất tồn tại lâu dài đến vậy? Là vì trời đất không tồn tại vì chính mình. Vì đâu ánh nắng mặt trời và không khí tồn tại lâu dài đến vậy? Là vì mặt trời và không khí trao hết cho muôn loài. Hiến dâng là cội nguồn của sự tồn tại trường cửu. Trong cuộc sống của ta có dấu ấn sự hiến dâng của vũ trụ. Thế nên, để đền đáp cuộc đời, ta cũng cần học cách hiến dâng và dám hiến dâng cho người, cho đời. 5. Nụ cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chắc không ít người biết câu này. Nhiều nghiên cứu y học cho thấy nụ cười không những mang đến niềm vui, tiếp thêm năng lượng mà còn giúp ta sống lâu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Trong đời sống, nụ cười có thể kéo gần các mối quan hệ, chữa lành các vết thương lòng. Người nào cười càng nhiều thì càng may mắn, hạnh phúc. Vậy còn chần chừ gì mà mỗi ngày không tặng nhau những nụ cười dễ thương, bạn nhỉ? Tử sinh, sinh tử miệt mài. Lao sao mưa nắng bên ngoài bỏ quên. Thăng trầm mấy độ xuống lên. Hồn phong xương đợi bình yên một ngày. Hết chương 6. Năm cái phúc lớn ở ngay bên ta. Chương 7. Những bình minh hạnh phúc. Nếu buổi sáng nay thức dậy, thấy còn khỏe mạnh bình an, giữa cuộc đời đầy bệnh tật, phước hơn nhiều người thế gian. Nếu buổi sáng nay thức dậy, đất trời quang đãng tịnh thanh, chắp tay niệm tình cuộc sống, vì thanh bình không chiến tranh. Nếu buổi sáng nay thức dậy, mở mắt chậm nhìn chung quanh, cha mẹ, anh em còn đó, đời ta may mắn, phước lành. Nếu buổi sáng nay thức dậy,
Hè phố bao người nằm co, lặng gửi tình thương đến họ, tạ ơn đời ta ấm no. Nếu buổi sáng nay thức dậy, dòng người vội vã ngược xuôi, ta sống nhẹ nhàng an tịnh, biết đủ nên nghèo vẫn vui. Nếu buổi sáng nay thức dậy, quên hết hận sầu thứ tha, soi gương thấy ngài Di Lặc, nơi nụ cười ta đang là. Nếu buổi sáng nay thức dậy, nghe người khuất núi lìa xa, cảm ơn mình còn hơi thở, sống đẹp hơn ngày hôm qua. Hết chương 7. Những bình minh hạnh phúc. Chương 8. Năm cái đừng trong đời. Hãy ghi nhớ 5 cái đừng sau đây để mỗi ngày của bạn là một ngày vui. 1. Có tiền đừng keo kiệt. Khi chào đời, ta chẳng mang theo tiền. Khi qua đời, tiền chẳng thể theo ta. Dân gian có câu, không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm. Sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Có sức khỏe ta mới có tất cả. Thế nên, khi có tiền đừng keo kiệt. Khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu, nhất là đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ. 2. Có phúc đừng bỏ quên. Con cháu đều có phúc của con cháu, ta nên dành một phần thời gian sống thanh thản cho riêng mình. Đừng quá vì con cháu mà lao lực đến kiệt sức. 3. Có tình thương, đừng sống cô đơn. Cuộc đời thật ngắn ngủi mà sự chân thành lại chẳng dễ tìm thấy. Yêu thương hoặc được yêu thương đều là duyên phận, đều đáng được trân trọng. Ngày hôm nay bạn cô đơn thì mai sau và kiếp sau bạn sẽ cô độc. 4. Tức giận đừng để trong lòng. Ai cũng có thể gặp phải những chuyện khó khăn hoặc không vừa ý. Tức giận là chuyện thường tình của con người, nhưng không nên giữ lâu cơn giận trong lòng. Tức giận đến nín thở sẽ khiến khí ứ tắc sẽ sinh bệnh. Khi ta tức giận vì sự việc nào đó, hãy tìm người để thổ lộ và khai thông cơn giận, giúp nội tâm bình yên trở lại. Thiền định là công cụ giúp bạn thông tức khí tốt nhất, đồng thời giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn. 5. Có thù đừng ghi nhớ. Hãy giữ lòng dạ mình khoáng đạt, dùng thiện lương nhân ái đối đãi với người, biết gạt bỏ oán hận, không để ý những chuyện nhỏ. Có những điều thuộc về quy luật đổi thay, ta có muốn khác đi cũng không được, thế nên hãy gắng học cách chấp nhận. Người xưa sống được trường thọ vì có tam bất thức, tức không để dạ oán thù, không tiếc nuối tuổi xuân và không khổ vì bệnh tật. Cuộc đời ngắn tựa gang tay, yêu thương không hết, đắng cay làm gì? Cuộc đời là một chuyến đi, cùng gieo hạt từ bi vào đời. Đi không cần phải đến nơi, bến bờ hạnh phúc mỉm cười dưới chân. Hết chương 8. 5 cái đừng trong đời. Chương 9. Nhận biết khổ vui. Bởi cái vui ta thường hay ôm giữ trong vòng tay thế giới của riêng mình. Niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa đến chân trời khắp cả muôn sinh. Bởi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi, đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng. Khổ dồn nén, tháng ngày ta cằn cỗi, ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông. Buồn san sẻ, hồn nguôi cơn giông bão, vui xuất chia, vui vỗ cánh ngàn phương. Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não, đời yên bình khi sống biết yêu thương. Niềm vui đó vốn bao la trời đất, nỗi buồn kia dường bể cả trùng khơi. Hãy đón nhận niềm vui không bám víu,
và buồn kia hiện hữu, mặc rong chơi. Đời có cả mật ngọt và mật đắng, có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau. Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng, trong an nhiên thuyền lướt giữa vui sầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Nhẹ gánh ưu phiền. Hết chương 9. Nhận biết khổ vui.